Dạ, tiếp theo em xin giao lưu một cây hải châu sông Cầu lùn lực ha. Cây này gốc khá là to nè và cao chỉ khoảng tầm 6-7 cm thôi. Cây đang có trái luôn, rất là đẹp ha. Cây em nuôi đã sống khỏe rồi. Về mình có thể vô một cái chậu gốm, mình cắt tỉa nó, mình nuôi thêm bộ chi tàn ha. Cây này mà mình thay chậu nuôi cho nó bung mầm ra xong rồi ra trái nữa thì sẽ rất là đẹp. Hải châu và mấy cụ lù lực như thế này em thấy nó cũng ít ha. Giờ rồi em xin báo giá giao lưu cây hải châu sông Cầu lù lực đang trái này với giá là 280.000 em bao ship ha. Mọi người ai quan tâm có thể liên hệ với em qua Zalo để phần mô tả. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi video của em ha.